Nước đóng vai trò là nguồn sống của con người, bên cạnh các tác dụng như là tăng cường trao đổi chất, giải độc, cấp ẩm vân vân, nước còn được đánh giá cao trong việc giảm cân cũng như là kiểm soát cân nặng. Vậy uống nước lọc để giảm cân như thế nào thì video này mình sẽ chia sẻ để chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Trước khi đến với chủ đề chính, mình rất là hy vọng anh chị và các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, và anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút vẽ chuông ngay bên cạnh để khi mình ra video mới thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Khi chúng ta muốn giảm cân thì yếu tố quan trọng nhất là cân bằng năng lượng, hoặc lượng calo nạp vào phải ít hơn so với lượng calo thoát ra. Phần calo nạp vào chính là thức ăn, đồ uống của chúng ta, và phần calo thoát ra chính là tỷ lệ trao đổi chất, hoạt động tập thể dục và lao động chân tay của chúng ta. Và nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình nạp vào và thoát ra này. Uống nước lọc giảm cân là vì nó hoàn toàn không chứa calo, do đó uống nhiều nước lọc không lo về vấn đề tăng cân. Vì vậy thay vì uống đồ uống có đường như là nước ngọt, nước hoa quả đóng chai, trà sữa vân vân, thì nếu muốn giảm cân, kiểm soát cân nặng hiệu quả thì chúng ta nên thay thế các loại thức uống có đường chứa nhiều năng lượng bằng việc uống nước lọc. Uống nhiều nước lọc mỗi ngày có thể giảm đáng kể lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, nhờ đó mà giúp cho việc giảm cân, kiểm soát cân nặng được tốt hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống 0,5 lít nước có khả năng đốt cháy 23 calo, đặc biệt là khi chúng ta uống nước mát mát, vì nhiệt độ của nước mát tầm 20 độ C, còn nhiệt độ của cơ thể của chúng ta là 37 độ C. Do đó, khi uống nước mát thì cơ thể chúng ta bắt buộc phải sử dụng thêm calo để làm ấm nước lên từ 20 độ C lên đến 37 độ C bằng với nhiệt độ cơ thể của chúng ta, và quá trình này giúp cơ thể của chúng ta tiêu hao năng lượng, nhờ đó mà hỗ trợ cho quá trình giảm cân cũng như là kiểm soát cân nặng được hiệu quả hơn. Uống nước mát thì tiêu hao năng lượng tốt hơn uống nước nóng, vậy uống nước đá, nước lạnh để giảm cân có được không? Theo như cách lý giải ở trên thì uống nước lạnh sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn uống nước mát rồi. Nếu cơ địa không dễ bị đau họng thì uống nước đá, nước lạnh thì có thể uống nước lạnh thay cho nước mát để giảm cân. Tuy nhiên nếu cơ địa dễ bị đau rát họng thì không nên uống nước đá, nước lạnh để giảm cân, uống nước mát là ok rồi. Đồng thời uống nước trước bữa ăn 30 phút để giúp cho quá trình giảm cân được tốt hơn. Nguyên nhân là khi uống nước trước bữa ăn sẽ giảm cảm giác thèm ăn, nhất là những người lớn tuổi, và hiệu quả của việc uống nước trước bữa ăn được đánh giá rất là cao. Các nghiên cứu chỉ ra những người lớn tuổi có thể giảm thêm 2kg trong khoảng thời gian 12 tuần nếu duy trì thói quen này. Bên cạnh đó, những người trung niên thừa cân béo phì uống nước trước mỗi bữa ăn sẽ giảm được 44% trọng lượng so với nhóm không uống nhiều nước. Vậy nên uống nước bao nhiêu là đủ? Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên uống 8 cốc nước tương đương với 2 lít nước mỗi ngày, bao gồm cả nước lọc, nước từ canh, từ trái cây. Tuy nhiên, lượng nước tiêu thụ mỗi ngày cần phụ thuộc nhiều vào các yếu tố và có thể thay đổi theo thể trạng của mỗi người. Ví dụ như là vận động viên, người lao động chân tay ở ngoài trời nắng thì mồ hôi ra nhiều cần phải uống nhiều nước hơn so với những người ít vận động. Chúng ta nên uống nước thường xuyên và chia nhỏ số lần uống ra trong ngày, không nên đợi đến khi khát mới uống. Vì khi cơ thể khát có nghĩa là các tế bào trong cơ thể đã thiếu nước, chúng ta nên uống nước trước khi các tế bào trong cơ thể khát để không bị thiếu nước. Nên uống nước từ từ, kể cả khi quá khát, uống từng ngụm một để nước có thời gian thẩm thấu qua thành ruột vào mạch máu và thỏa mãn nhu cầu khát nước của cơ thể để không bị thiếu nước. Nên uống nước nhiều đều đặn vào buổi sáng và buổi chiều, buổi tối thì nên uống nước ít hơn để hạn chế việc đi tiểu đêm và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Như vậy, uống nước để giảm cân cũng như kiểm soát cân nặng là việc làm rất là đơn giản, dễ dàng thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta nên kết hợp với việc ăn uống khoa học, lành mạnh, tập một môn thể thao yêu thích để gia tăng vận động và giúp cho quá trình đốt cháy năng lượng cũng như giảm cân được tốt hơn. Như vậy, mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn cách để chúng ta có thể uống nước lọc để giảm cân và duy trì cân nặng của chúng ta. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quẻ chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Đừng Đẹp Để Lót nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đừng Đẹp Để Lót của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!